Xin kính chào quý bạn quý vị đã quay trở lại với channel của mình. Mình Hoàng Bờ Sờ và sau đây thì mình sẽ thi IOE lớp 11 vòng 15. Thì vòng này mới ra ngày hôm nay, ngày thứ hai mỗi tuần. Tam ba là người thợ sửa ống nước này. Quy nhập hành và cái khung cửa sổ là cái gì đó không rõ nữa. Mà không phải cái này nhá. Cái này là cái cửa sổ. Hydroelectric dam. Tức là một cái con đập nước thủy điện. Straw là ống hút, cũng có thể là rơm. Heavy traffic là giao thông nặng. Nhưng mà dịch đúng của nó ra là cái sự ủn tắc giao thông. Doing experiment làm thí nghiệm thì thường là mấy ông mở mở outblows này. Flying saucer là một cái đĩa bay. Funeral là một cái đám. Đám gì đó thì bạn biết rồi, trong hình green beans là đậu xanh, và màu là không rõ nữa mà như là cắt cỏ, cái hành động cắt cỏ hay là cái máy cắt cỏ gì đó. What show do this evening? Do you know why this country is poor? Không có gì đâu, mình test đồ nhà yêu con chuột đấy mà. Để phải đồ điều chờ chờ. Chia quarrel là cãi. Yêu thích thêm up. Sao một từ nữa là mình tạch luôn nha. À, sorry. Từ này mới tạch. Trong cái câu mà tại sao họ lại nghèo. Cause I have to make sure. Ok, bài tiếp theo nhé. Các bạn chọn cái chữ không cần thiết. Phải join video nữa rồi. Thì các bạn sẽ thấy cái chữ ban này cao mở đầu video nhé. Không có gì đâu. Pro vì cái là problematic, có vấn đề, problem, italic, tức là chữ nghiên, khen khó. Cái con này là có thể là tính từ, có thể là danh từ, decorative. Superb, là ngoại ô. Influence là sự ảnh hưởng, sự truyền tải cái cảm hứng. Propose, purposeful tức là có một sự có mục đích. Astronomy, hunger này người. Ok, tiếp tục là bài thi cuối cùng. One. Bên đây mình sẽ lướt nhanh qua nhé. Which answer did you choose? Correct. No, the man is a thief, don't we? Correct. Both children and adults take part in various forms of games and entertainment. Incorrect. As for me, mastering a foreign language is not easy. Correct. Each nation has its own way of celebrating the new year. Incorrect. Can you please check that everyone has got a ticket? Correct. On the family day,
Everyone tries to be nice and polite to each other. Correct. Just meal like this. Correct. 9. The increase in the petrol price certainly affects every family. Correct. After we had completed all our exercises, we went to the cinema. Correct. Goodbye, see you later. Thanks for watching my videos. If you like, please like, subscribe, and share it to others.